Đây chỉ là loại bánh mì bình thường mà thôi, nhưng dường như mùi vị bên trong miệng đã hóa thành kẹo mạch nha, ngọt thấu xương, sao. Lúc Giang Nhẫn vẫn còn đang ở trên máy bay thì đoàn người bên phía Mạnh Thính đã đến khách sạn. Dẫn đầu đội là một nữ giáo viên khá nghiêm túc, lần này số thí sinh ở thành phố H tham gia trận chung kết tổng cộng có 5 người, 4 nữ sinh và 1 nam sinh. Giáo viên nữ họ Trương đang đem thẻ phòng phân phát cho các học sinh rồi nói, 6 giờ nhớ xuống đây dùng cơm chiều. Mấy nữ sinh reo hò một tiếng, ồn ào rối rít đẩy cửa sổ bên ngoài ra ngắm phong cảnh thành phố B. Đám người bọn họ đều đến từ ven biển thành phố H, phần lớn đây là lần đầu tiên họ đặt chân đến một thành phố phồn hoa sầm uất như thành phố B. Mạnh Thính đứng cùng bọn họ nhìn xuống khung cảnh bên dưới cửa sổ. Cô cũng là lần đầu tiên đến đây, dù sao thì độ tuổi của cô cũng không phải lớn lắm, trên gương mặt cũng giống như đám người họ, đều mang theo sự tò mò ngây ngô. Từng tòa cao ốc trong thành phố nằm san sát nhau như những hàng cây trong rừng núi. Trên đường phố từng chiếc xe nối đuôi nhau như nước chảy. Trần Dĩnh lên tiếng, mấy tòa nhà này sao mà cao quá đi, thành phố H còn chưa có cao giống vậy đâu, xe cộ cũng nhiều nữa, mấy cậu nhìn xem những người đi bên dưới kìa, ai nấy đều vội vàng. Mùa hè ở thành phố H nóng bức khô ráo, dưới cánh rừng thỉnh thoảng sẽ chỉ có một vài chú mèo quýt lăn lộn. Các tòa nhà thì cũng không cao lắm, thậm chí có vài nơi đã xưa lắc xưa lơ lắm rồi. Nhưng lối sống ở nơi chốn thành thị phồn hoa này hoàn toàn khác hẳn với cách sinh hoạt của bọn họ từ trước đến giờ, tất cả sự mệt nhọc khi ở trên máy bay giờ đây cũng chẳng là gì so với khung cảnh mới lạ trước mắt này. Mấy cô gái ríu rít tán dóc đủ chuyện, trong đó người nắm rõ tình hình nhất là Trương Hiểu Phương, cô ấy đã đến thành phố B 2 lần rồi, bởi vì hàng năm đều tham gia cuộc tranh tài vũ đạo, chỉ có điều năm nào cũng đều không có duyên giành được giải quán quân. Nhưng tính tình của cô ấy không tệ, cho dù là không đoạt giải, nhưng được đến thành phố B du lịch một lần cũng không tệ lắm. Cô nàng giới thiệu cho các bạn đồng hành với mình, chỗ đó là tòa nhà tài chính, ở phía bên kia cầu vượt có một siêu thị lớn vô cùng, đó chính là siêu thị toàn quốc kết hợp với các kiểu trưng bày theo phong cách nước ngoài, cực kỳ thú vị. Trần Dĩnh hỏi, chỗ đằng kia là gì thế? Tòa nhà cao nhất ấy. Trương Hiểu Phương nhìn theo ngón tay cô bạn chỉ, tầm nhìn của bọn họ đã bị chắn mất nên mới không nhìn thấy tên của tòa cao ốc, vì thế cô cười nói, các cậu hãy nhìn kỹ, bên dưới. Có 2 chữ cái đó. Trần Dĩnh sáng mắt, là JY hả? Đúng vậy, JY. Tuấn Dương, tòa nhà ấy là chi nhánh của tập đoàn Tuấn Dương đó. Mạnh Thính cũng ngước mắt lên nhìn. Không biết vì sao mà cô lại nhớ đến trước ngực áo sơ mi màu đen của Giang Nhẫn có một chữ cái di in hoa. Trần Dĩnh ca thán nói, thì ra là Tuấn Dương của nhà họ Giang, thật là xa hoa quá đi. Trương Hiểu Phương nói tiếp, Tuấn Dương là công ty bất động sản lớn nhất ở thành phố B, các cậu đừng nghĩ nó không nổi danh ở thành phố H, chính là bởi vì phòng ốc ở thành phố H rất rẻ, nó nổi tiếng khắp thành phố B này là vì giá một căn hộ ở đây có thể mua được 7-8 căn ở thành phố H. Trương Hiểu Phương mà không nói thì tất cả mọi người không thể nào hiểu được vì sao nó lại đắt đến vậy. Nhưng Mạnh Thính thì biết đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, mấy năm sau giá phòng tăng vọt. Tuấn Dương trở thành tập đoàn bất động sản lớn nhất, có thể nói là vô cùng giàu có sung túc. Khi đó, chủ tịch của bọn họ là Giang Nhẫn. Mấy nữ sinh bọn họ đều không biết trường lợi tài nên cũng không biết Giang Nhẫn đã đến thành phố H học tập. Một đám nữ sinh nói chuyện phiếm đã đời, đến 6 giờ thì xuống dưới lầu dùng cơm. Sau bữa ăn cô giáo Trương bắt đầu giảng giải quy tắc thi đấu cho bọn họ, 6 giờ sáng ngày mai chúng ta sẽ tập hợp ở khách sạn rồi xuất phát đi tòa nhà Thiên Nga, số thứ tự thi đấu của các em là do máy tính sắp xếp ngẫu nhiên, cô sẽ đem số thứ tự về cho các em. Vì chúng ta là đội nhóm đến từ thành phố H, vậy nên các em phải mặc đồng phục của thành phố H. Còn nữa, nhà tài trợ lần này chi vào rất lớn, số tiền thưởng lên đến mức trước nay chưa từng có, đồng thời nhà tài trợ cũng sẽ đến xem cuộc tranh tài lần này. Tất cả mọi người vô cùng phấn khích, tiền thưởng tăng lên rồi. Cô giáo Trương buồn cười nói, ngày mai phải đi sát nhau, ở đó nhiều người như vậy, coi chừng bị lạc. Không đầy một lát sau, mỗi người đều được phát cho bộ đồng phục của đội. Trương Hiểu Phương thở dài nói, không hổ danh nhà tài trợ lần này, thật là lợi hại, hồi đó làm gì có quần áo và váy đẹp đẽ như thế này chứ. Mạnh Thính cũng cảm thấy bộ đồng phục của đội này nhìn rất đẹp. Trang phục của nữ sinh là một chiếc áo bông màu xanh lá, bên dưới là một chiếc váy xếp ly ngắn viền trắng, rất sát đầu gối, đơn giản xinh đẹp, tựa như chồi non mới chớm nở giữa ngày hè, hoạt bát xinh xắn vô cùng. Ngày hôm sau không có thí sinh nào đến trễ, trời vừa mới tờ mờ sáng, đúng 6 giờ mọi người đã tập trung đầy đủ ở khách sạn. Mạnh Thính đã rất lâu rồi chưa có mặc một chiếc váy ngắn như thế. Này, cô cũng không cao lắm, nhưng dáng người thì rất đẹp, chân vừa thẳng vừa dài, chiều cao vì vậy mà cũng được cải thiện, vòng eo nhỏ nhắn hấp dẫn ánh mắt người khác. Ai ai cũng biết cô cực kỳ xinh đẹp, nhưng không thể ngờ là diễm lệ đến mức này. Chỉ mặc một chiếc váy đồng phục thôi mà cô cứ như bước ra từ trong tranh vẽ vậy. Trần Oánh chực chực nói, đôi chân chỉ có trong manga thôi nha. Ngay cả cô giáo Trương cũng nhìn cô mấy lần, cô bạn nhỏ sau này có dự định bước vào showbiz hay không? Mạnh Thính lắc đầu, tính cách của cô không thích hợp, cũng không có suy nghĩ đến vấn đề này. Mọi người chia ra 3 xe xuất phát đến tòa nhà Thiên Nga, sau đó tranh thủ thời gian ăn một cái bánh mì trà bông và uống một ly sữa đậu nành. Bánh mì khá lớn nên Mạnh Thính chỉ ăn được một nửa. Bởi vì phải khiêu vũ nên cô uống một chút nước là được, sữa đậu nành cũng chỉ uống có mấy ngụm. Sáng sớm ở thành phố phủ một tầng sương mù. 3 chiếc xe chở bọn họ khi đến tòa nhà Thiên Nga thì đã 7 giờ. Mạnh Thính đi theo mọi người cùng xuống xe, khu vực thi đấu được trang trí rất bắt mắt. Đài suối phun rất lớn tựa như pháo hoa đang bắn, phía trên treo băng rôn ghi dòng chữ trận tranh tài vũ đạo. Theo sau đó còn có những tờ áp phích và các giải thưởng, được đặt ở cửa chính. Bọn họ đại diện cho thành phố hát thi đấu đến sớm nhất, cô giáo Trương dặn dò không được đi lung tung, sau đó thì đi đến chỗ chờ lấy số. Lúc này vẫn chưa thể tiến vào tòa nhà Thiên Nga. Chờ đến khi dẫn đội mang theo số thứ tự của mọi người thì mới có thể đi vào. Mạnh Thính cầm trên tay một nửa ổ bánh mì, nửa ly sữa đậu nành, mới vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Giang Nhẫn. Anh đứng dưới gốc cây sớm tinh mơ, giọt sương còn đang ngưng đọng, có mấy phần dã rời lười biếng, thấy cô nhìn sang thì cười với cô một cái. Bây giờ ở thành phố B đã 7 giờ. Thí sinh dự thi còn chưa có đến mà anh đã có mặt rồi. Anh mặc một bộ quần áo thể thao màu đen đơn giản, bình thường vô cùng, đứng ngay bên ngoài tòa nhà Thiên Nga. Không biết tại vì sao, cô nhớ đến vào cái ngày mà cô tham gia thi đấu Olympic toán học, anh cưỡi xe gắn máy, lúc đó cách ăn mặc vẫn còn rất lưu manh, tóc nhuộm bạc quần jean rách. Bảo vệ cứ tưởng anh là thành phần xã hội đen nào đó nên không cho anh vào. Khi đó Mạnh Thính hận không thể biến mình trở nên trong suốt, để cho anh không thể nhìn thấy mình được. Cô cho rằng anh là kẻ bại hoại, chỉ vờ như không quen biết anh. Thế nhưng bây giờ đây ở một buổi sáng sớm như thế này, anh trong cơn ngái ngủ đứng ở dưới gốc cây, không biết là đã đứng đó bao lâu rồi. Anh quả thật là đang cố gắng thay đổi. Không có mái tóc bạc càng thêm khuếch đại sự hoang dã không chịu trói buộc của anh. Cũng đã lâu lắm rồi anh không có hút thuốc lá. Mạnh Thính nói với Trần Oánh, tớ đi một lát, chừng nào cô Trương quay lại thì nói với tớ một tiếng nhé. Trần Oánh thoải mái nói, ok. Mạnh Thính đi đến, cô đứng cùng anh bên dưới gốc cây, khẽ nói với anh, Giang Nhẫn, chắc phải lâu lắm mới đến giờ thi đấu, số thứ tự sắp xếp ngẫu nhiên, có thể kết thúc sớm nhất lúc 10 giờ. Giọt sương nhỏ xuống trên đỉnh đầu cô, khi cô còn chưa kịp tránh thì đã bị dính một ít, bèn sờ sờ đến vị trí bị nhỏ xuống, trông đáng yêu vô cùng. Anh không nhịn được cười, đưa tay che chắn bảo vệ đầu cô, rồi phủi giọt sương sớm kia xuống, khàn giọng nói, anh biết rồi. Chỉ là anh sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ. Anh đã hụt mất 2 lần rồi. Đây cũng là lần đầu Giang Nhẫn nhìn thấy cô mặc chiếc váy trẻ trung như thế. Bình thường cô vốn đã rất xinh đẹp rồi, bây giờ đứng cùng anh ở bên này đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người nhìn sang. Cơn gió sáng sớm khẽ thổi nhẹ làn váy của cô. Tay cô đang cầm ly sữa đậu nành, rũ mắt cắn ống hút, trông bộ dạng ngoan ngoãn vô cùng. Mạnh Thính, cô khẽ đáp, Giang Nhẫn nói, tối qua anh đi máy bay, đến đây trời cũng rạng sáng rồi. 4 giờ sáng không ngủ được nên liền đến đây nhìn xem. 4 giờ sáng, sao sớm vậy chứ? Giang Nhẫn cụp mắt nhìn cô, bữa tối vẫn chưa ăn luôn, chết đói mất thôi. Mau chia cho anh một chút đi. Mạnh Thính ngước mắt đối diện với ánh mắt của anh. Cô nghiêm túc đề nghị, anh có thể đi mua bữa sáng. Anh không nhịn được cười, keo kiệt vậy à? Cô không keo kiệt, chỉ là bánh mì này cô đã dùng qua rồi. Mà bánh mì ăn cũng không ngon lắm. Trong mắt Giang Nhẫn mang theo vài phần ý cười, cô giáo nhỏ, xin em đó, cho một chút có được hay không? Khuôn mặt nhỏ của Mạnh Thính cố gắng kìm nén, không thể ăn được. Anh đáp, không kén. Mạnh Thính do dự, cô cụp mắt nhẹ nhàng bẻ một góc nhỏ mình chưa ăn qua. Đầu ngón tay thiếu nữ trắng nõn, khuôn mặt nhỏ hơi ngước lên, hàng mi dài ẩm ướt, đưa một góc bánh mì cho anh. Đôi mắt màu trà sạch sẽ trong suốt, không vướng chút bụi trần. Cô quả thật tin rằng anh đói. Thật là mẹ nó, anh cười, em cho mèo ăn hả, sao ít quá vậy? Mạnh Thính mặt đỏ dần, không phải, những chỗ khác tôi đã ăn chúng rồi. Anh biết cô rất dễ xấu hổ, không thể nói nên lời được, chỉ đành đem góc nhỏ kia nhận lấy ăn. Đồ ăn không thể mang vào bên trong được. Mạnh Thính ăn không hết, mà cô Trương cũng sắp sửa quay lại. Cô đang tìm thùng rác. Giang Nhẫn tức cười, mẹ nó, anh nói. Anh bỏ giúp em. Trần Oánh ở phía xa nói, Mạnh Thính, cô giáo quay về rồi nè. Mạnh Thính đành phải đưa bánh mì và nửa ly sữa đậu nành cho anh, vội vàng chạy đi. Cô chạy mấy bước rồi ngoái đầu lại an ủi anh, đợi lát nữa là có thể vào rồi, cuộc thi này cho phép người ngoài đi vào xem, đừng lo lắng. Cô vẫn còn nhớ chuyện anh bị người ta xem là tên bại hoại cản bên ngoài không cho phép vào. Trong mắt anh mang theo ý cười, khẽ đáp lại, được. Mặt trời bắt đầu mọc, chiếc váy của cô khẽ bay lên. Đôi chân thon dài tinh xảo mỹ lệ. Cô thấy yên tâm rồi vội vàng chạy đi. Giang Nhẫn dựa vào bên cây, ở nơi cô từng cắn qua anh không thèm để ý cắn lên đó. Đây chỉ là loại bánh mì bình thường mà thôi, nhưng dường như mùi vị bên trong miệng đã hóa thành kẹo mạch nha, ngọt thấu xương. Anh rất muốn hôn cô. Nghĩ đến đó mà trong xương cốt đều thấy đau. Giống như hôm đó ở nhà vệ sinh nam, cô bị anh ép phải ngửa đầu lên phối hợp. Anh đè cô xuống, hưởng thụ cảm giác thoải mái khi hôn cô. Nhưng mỗi khi anh nghĩ lại, chạm vào dấu răng nhỏ trên cánh tay thì không dám nghĩ đến chuyện đó nữa, sợ rằng cô sẽ khóc mất. Cánh môi anh chạm vào ống hút cô đã cắn qua, sữa đậu nành đã nguội dần nhưng khi vào bên trong cổ họng anh lại trở nên nóng hổi vô cùng. Tất cả mọi người đều đi vào, khán giả đều đang dần dần đông đúc. Nhân viên công tác ở tòa nhà Thiên Nga nhìn chằm chằm Giang Nhẫn rất lâu. Người đứng bên dưới gốc cây có phải là tiểu Giang gia không? Quản lý nhận được điện thoại cũng ra nhìn mấy lần, cảm thấy nghi ngờ không thôi, không phải đó chứ. Quản lý gọi cho Cao Nghĩa, là quản lý bên chi nhánh tập đoàn, ngay bây giờ đây dường như thấy mình đang nằm mơ mất rồi, không dám nhận bậy bạ. Tiểu Giang gia người gặp người sợ, lúc công tử bột này 13 tuổi đã nổi danh khắp thành phố B. Đánh cho một đứa trẻ ở quân viện kêu cha gọi mẹ, trời sinh thô bạo ngang tàng. Chủ tịch Giang không quản được anh. Học cấp 2 anh đã hút thuốc đánh nhau, đưa đến doanh trại cũng đều vô dụng. Dưới hàng cây dương thụ có một thiếu niên cao lớn rắn giỏi, đầu tóc bạc chói lóa, vừa bị phạt nhảy cóc vừa ân cần hỏi thăm tổ tông của các vị huấn luyện viên. Huấn luyện viên đánh anh gãy một cây gậy, đến cả một tiếng la hét anh đều không phát ra. Ông đây hôm nay mà la hét một tiếng nào thì theo họ các người hết, có bản lĩnh tới đây đập chết ông mày đi. Trong mắt anh vừa điên cuồng vừa hoang dã. Lúc Chủ tịch Giang đưa người trở về đều tê hết cả da đầu. Thiếu niên tóc bạc, dù côn không tuân theo quản giáo, dù thế nào cũng sẽ không phải thiếu niên tóc đen trước mặt chậm rãi ăn nửa ổ bánh mì còn lại đó chứ. Trước đó Mạnh Thính còn đang lo lắng Giang Nhẫn sẽ bị người ta cản không cho vào tòa nhà Thiên Nga. Còn Giang Nhẫn ở bên ngoài đã xử lý xong bánh mì và sữa đậu nành, hai tay đút túi quần, lười biếng đi đến cổng, Cao Nghĩa, mau đi tìm cho tôi chỗ nào ngồi tốt tốt một chút. Cao Nghĩa, ôi mẹ nó người này quả thật đúng là vị thái tử gia khiến cho trên dưới tập đoàn Tuấn Dương bọn họ đau đầu rồi. Anh thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, hôn cô một cái, sao. Khó khăn lắm Cao Nghĩa mới sắp xếp được cho Giang Nhẫn một gian trên tầng 2. Bên trong tòa nhà Thiên Nga được xây dựng theo kiến trúc hình xoắn ốc, lấy màu trắng làm phong cách chủ đạo trang trí, xinh đẹp vô cùng. Trong đại sảnh là sân khấu đầy xa hoa, đặt ở trung tâm là một pho tượng hình con thiên nga vô cùng bắt mắt. Năm nay Cao Nghĩa hơn 40 tuổi, sau khi tốt nghiệp đã bắt đầu làm việc cho tập đoàn Tuấn Dương, từ một sinh viên đại học đến giám đốc chi nhánh tập đoàn, ông ta có rất nhiều cách để làm hài lòng cấp trên. Tuy rằng ông ta không hiểu vì sao vị thái tử gia này quay về đây, nhưng làm thế nào để đối đãi với Giang Nhẫn thì ông ta có thể tự cân nhắc được. Cao Nhất gọi người chuẩn bị bữa sáng lần nữa cho Giang Nhẫn. Vị thái tử gia này rốt cuộc ở bên ngoài chịu bao nhiêu cay đắng rồi. Đói bụng đến mức phải ngậm bánh mì. Ông mà quay về nói lại cho Chủ tịch Giang thì chắc rằng ông ấy cũng sẽ đau lòng lắm. Giang Nhẫn liếc mắt nhìn bữa sáng trên bàn trà, ngồi yên không nhúc nhích, không cần gấp gáp như vậy, cũng đừng nói cho cha tôi là tôi đã trở về. Nghe xong lời này thì Cao Nghĩa đã hiểu. Giang Nhẫn cũng vẫn sẽ quay lại thành phố hát. Chuyện của gia đình người ta Cao Nghĩa không cần thiết phải quản, nhưng ông vẫn khuyên vài câu, Giang thiếu, tuy rằng tính tình của Chủ tịch Giang không được tốt lắm, nhưng cậu là con trai ông ấy, làm gì có thâm cừu đại hận nào chứ, ở bên ngoài chẳng phải rất gian nan vất vả ư. Giang Nhẫn thản nhiên nói, thành phố hát rất tốt. Cao Nghĩa đành hết cách không khuyên răn nữa. Giang Nhẫn thì phát hiện có gì đó không đúng lắm, nhà họ Giang bọn họ kinh doanh bất động sản, thỉnh thoảng cũng sẽ làm từ thiện. Tòa nhà Thiên Nga này là một trong những sản nghiệp của họ, nhưng từ trước đến giờ chưa từng tổ chức mấy thể loại như tranh tài vũ đạo. Tại sao lại lấy chỗ này làm địa điểm thi đấu? Tuấn Dương là nhà tài trợ lớn nhất của cuộc thi này. Trước đây Văn Mạn mẹ của Giang Nhẫn còn ở nhà họ Giang, ca hát biết đánh đàn đều tinh thông, chỉ duy nhất không biết khiêu vũ, vậy nên Chủ tịch Giang đã tài trợ rất nhiều giải đấu âm nhạc nhưng lại chưa hề ném tiền cho các giải thi đấu vũ đạo. Ai bảo tài trợ cái này? Cao Nghĩa bày ra vẻ mặt xấu hổ. Giang Nhẫn lạnh mặt, Cao Nghĩa không nói nhưng Giang Nhẫn đã hiểu rồi. Là Văn Duệ, có thể được xem là đứa em trai của mẹ anh. Khi trở về sau một chuyến đi đến trại trẻ mồ côi, cuối cùng đã giao cái tên không biết từ đâu ra cho cha Giang Nhẫn xem như em trai mình mà chăm sóc. Văn Duệ lớn hơn Giang Nhẫn 7 tuổi, năm nay vừa tròn 25. Theo lý thuyết mà nói Giang Nhẫn nên gọi hắn là cậu nhỏ, nhưng mà Giang Nhẫn trời sinh đã có máu phản nghịch, anh giống như chú sói con hoang dã, ai cũng không thèm nể mặt. Sau này Văn Duệ cũng dần hiểu ra, không dám để cho Giang Nhẫn gọi mình là cậu nhỏ nữa, mà còn học theo người khác gọi anh là tiểu Giang gia. Giang Nhẫn gác chéo chân, tôi đi rồi, hắn ta chắc sung sướng lắm. Trong lòng Cao Nghĩa như hé mở, cười nói, sao có thể chứ, cậu mới là người thừa kế của Chủ tịch Giang mà. Giang Nhẫn bật cười một tiếng. Khi bọn họ đang nói chuyện thì Văn Duệ cũng mới từ bên ngoài đi vào. Hắn mặc một bộ Âu phục, bên cạnh có một cô gái đang kéo lấy hắn. Hắn đưa cô gái kia đến cùng ngồi ở ghế giám khảo. Những người xung quanh cũng bắt đầu chào hỏi hắn. Văn Duệ trông khá thanh tú, trên người toát ra khí chất của một thư sinh nho nhã. Cũng dễ hiểu vì sao Văn Mạn thích hắn ta, tướng mạo hắn trắng trẻo, là con gái chắc chắn sẽ yêu thích. Điều quan trọng nhất là hắn có tiền, sau lưng hắn là Giang gia. Giang Nhẫn thì không có thói quen khoe của, ngược lại Văn Duệ thì rất thích. Giang Nhẫn sống trong quân Việt ăn gầy côn mà bước ra đời, còn Văn Duệ thì sống trong vòng tròn sinh hoạt của giới thượng lưu. Người không biết còn cho là Văn Duệ mới chính là con trai ruột thịt của Chủ tịch Giang. Giang Nhẫn là người đàn ông chân chính, ba cái thể loại tình yêu trong phim truyền hình gì đó anh đều không để vào mắt. Anh gác chéo chân, thần sắc lãnh đạm. Cao Nghĩa quay người nói với anh, Giang thiếu, cô gái kia là minh tinh hạng 2 trong showbiz. Chu Ý Huyên, nữ diễn viên thứ 2 trong phim truyền hình có tên và LT, thẩm vấn tình yêu và GT. Văn Duệ đầu tư vào giải thi đấu vũ đạo, nghe nói là vì muốn giúp Giang gia tuyên truyền quảng bá cho tòa nhà Thiên Nga đến những thành phố khác. Vì vậy hắn mới lựa chọn vở diễn múa ba lê Hồ Thiên Nga để chọn ra quán quân của cuộc thi đến quay video một trong những series của vở diễn. Giang Nhẫn không có hứng thú muốn biết Văn Duệ mang theo ai. Lúc anh rứt áo rời đi đâu hề biết được Văn Duệ còn có năng lực này, càng không biết hắn ta có thể hô mưa gọi gió. 10 ngón tay Giang Nhẫn giao nhau, bỗng dưng có một chút khẩn trương. Đột nhiên anh không hy vọng Mạnh Thính sẽ tham gia cuộc thi đấu lần này. Nhưng nhìn thấy cô sáng này mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, nở nụ cười sạch sẽ đơn thuần như thế, cô chắc cũng rất mong chờ cuộc thi lần này. Mạnh Thính là dựa vào thực lực tiến vào vòng bán kết, anh không muốn cho cái tên con rùa kia nhìn thấy cô, anh sợ rằng cô sẽ thất vọng. Nhưng bản thân anh lại có lý do không thể nào nói ra. Lúc còn ở giai đoạn ngỗ nghịch thời niên thiếu, bản thân không bị trói buộc. Lên cấp 2 đã nhuộm một đầu tóc bạc, không nam sinh nào đánh lại anh, đám nữ sinh cũng sợ anh vô cùng. Ban đầu có một người bạn cùng lớp được cho là thích anh, nhưng khi gặp qua Văn Duệ nho nhã, sự ái mộ đó liền đổi đối tượng. Lúc đó Hạ Tuấn Minh cùng lớp với Giang Nhẫn, sau khi biết được chuyện này thì ngấm ngầm bày mưu, anh Nhẫn, không lẽ hắn ta cố ý muốn cướp đồ của anh? Khi đó Giang Nhẫn híp mắt, ngón tay kẹp điếu thuốc. Anh không thèm để ý, cái tên hèn nhát Văn Duệ này, cũng chỉ có chút tâm cơ thủ đoạn ấy mà thôi. Đa số các nữ sinh có lẽ trời sinh đã thích kiểu người dịu dàng nói ngon nói ngọt dỗ dành. Giang Nhẫn có chút bực bội. Tiếng nói của MC lưu loát sống động, tuyên bố giải thi đấu vũ đạo dành cho thanh thiếu niên trên toàn quốc lần thứ 32 chính thức bắt đầu, sao. Bởi vì cô Trương là người phụ trách, cũng là một cô giáo cần cù chăm chỉ, đội của thành phố Hát là đội đến sớm nhất, vậy nên bọn họ bốc được số thứ tự cũng khá ổn. Cô Trương thở phào một cái. Trình tự thi đấu của cuộc thi này rất được chú trọng, số thứ tự càng ở phía trước càng tốt, đương nhiên là không thể nói số đầu tiên là tốt nhất. Cho dù là người đầu tiên ra dự thi có hoàn thành tốt đi chăng nữa, nhưng vì không có sự so sánh nên ban giám khảo chấm điểm tương đối bảo thủ, có thể điểm sẽ thấp hơn một chút so với thực tế. Nhưng cũng không thể tuột ở phía sau quá, càng về sau thì ban giám khảo sẽ càng mệt nên sẽ không có được điểm số tốt. Các học sinh đều biết cô Trương là cô giáo tốt, cô đã suy nghĩ cho bọn họ nhiều như vậy, thế nên bọn họ rất biết ơn cô ấy. Cô Trương nói, một lát nữa sẽ có thợ phụ trách trang điểm đến đây trang điểm cho các em, nhớ dùng lời lẽ ngọt ngào chút nhé. Như vậy thì khả năng được trang điểm đẹp sẽ cao hơn. Đám nữ sinh hô hào vâng ạ. Sau đó cô Trương nhìn về phía Mạnh Thính. Cô đang chỉnh trang lại chiếc vòng lông vũ trên đầu. Trong cả đội thì cô gái này mang một vẻ đẹp lạ thường, chỉ cần yên lặng đứng một chỗ thôi, những sợi lông vũ màu trắng đính trên tóc bị gió nhẹ thổi lên, hàng mi dài và màu tóc đen nhánh, cộng thêm đôi mắt trong suốt sáng ngời. Cô cùng các bạn trong đội mình cười đùa nói chuyện phiếm, những thí sinh bên các đội khác đều không nhịn được phải đánh mắt nhìn sang. Những năm qua thành phố Hát là một thành phố không phát triển và phô trương gì nhưng sang đến năm nay đã lập tức trở nên đầy sức hút. Thợ trang điểm đến trang điểm cho Mạnh Thính. Mạnh Thính nhớ đến lời dặn của cô Trương nên điềm đạm nói, cảm ơn ạ, vất vả rồi. Thợ trang điểm cười, cô gái nhỏ này thật là giống tiên nữ quá chừng. Dù là cô ấy đã nhìn qua muôn nghìn vẻ đẹp hay những mỹ nhân sắc sảo khác nhưng vẫn cảm thấy cô gái này vô cùng xinh đẹp rạng ngời. Thợ trang điểm chỉ trang điểm cho Mạnh Thính nhẹ nhẹ, sau đó để cô mím môi lại. Son môi lấp lánh tô điểm trên môi cô, mũm mĩm hồng hồng. Thợ trang điểm thất thần trong giây lát rồi nói với cô, chúc may mắn nhé. Mạnh Thính dùng sức gật đầu, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Trên sân khấu chuyển đến tiếng âm nhạc. Trần Oánh có chút khẩn trương nên tìm Mạnh Thính trò chuyện. Ban đầu Mạnh Thính đang thư giãn cơ thể, thấy cô ấy lo lắng bất an, tay run cầm cập như vậy nên khẽ nói chuyện phiếm cùng với cô ấy. Sao mà không khẩn trương cho được chứ? Nghe nói nhà tài trợ cũng đến đây đó. Mạnh Thính không khẩn trương, đối với cô mà nói, mặc kệ người xem là ai thì cũng không gì khác nhau. Nhưng cô biết nếu như cô nói không khẩn trương thì chắc là Trần Oánh sẽ càng thêm áp lực tâm lý hơn. Cô suy nghĩ một chút rồi hít sâu một hơi, tớ cũng lo lắm, chắc hẳn ai ai cũng đều lo lắng giống chúng ta vậy, vậy nên cậu hãy thử luyện tập những bước đi sao cho mềm dẻo một chút để di rời sự chú ý thử xem. Trần Oánh thấy khá hơn đôi chút thì ra tất cả mọi người đều giống nhau. Cô đã nói rồi mà. Cô gái xinh đẹp nhất trong đội cũng có áp lực giống mọi người, vậy nên Trần Oánh vui vẻ làm các động tác khởi động. Số thứ tự của Mạnh Thính là thuộc số 8 của tổ A, nói cách khác cô xếp thứ 8. Đa số những màn trình diễn múa ba lê nổi danh thường là một nhóm, một đoàn múa, hoặc cũng có thể có hai người múa, nhưng ở vòng bán kết này, mỗi thí sinh đều lựa chọn một đoạn trong vở Hồ Thiên Nga nhảy đơn độc một mình. Khi các thí sinh đang ở phía sau sân khấu chuẩn bị, bên phía khu vực ghế giám khảo Chu Ý Huyên đang làm nũng, Văn thiếu, cái này có gì đáng xem đâu chứ, anh muốn nhìn em cũng có thể nhảy cho anh xem mà. Em học biểu diễn, biết nhảy những điệu múa khác lạ à nha. Văn Duệ vỗ vỗ tay cô ta, cười nói, đừng quậy nữa, đây là vì chuẩn bị cho phiên giao dịch tòa nhà thành phố G. Trong lòng Chu Ý Huyên thoải mái hơn chút ít. Trên sân khấu đa phần đều là những cô gái đang trong độ tuổi xinh đẹp trẻ trung, con gái mà khiêu vũ sẽ xinh đẹp động lòng người vô cùng. Chu Ý Huyên cực kỳ có cảm giác nguy cơ đang đến gần. Cô ta vất vả lắm mới có thể bám vào gốc cây đại thụ Giang gia này. Mặc dù Tuấn Dương không hoạt động trong lĩnh vực showbiz, nhưng bất luận là ngành nghề gì đi nữa, chỉ cần gắn mác tập đoàn Tuấn Dương thì sẽ có mặt mũi vô cùng. Chu Ý Huyên quan sát một lát thì dần dần yên tâm. Trên sân khấu những nữ thí sinh tuy là nhảy rất tốt nhưng dù gì cô ta cũng là minh tinh, khuôn mặt và dáng người đều vượt xa đám con gái này một đoạn đường. Bọn họ đều cố hết sức như vậy, chủ yếu cũng là nhảy cho bên dưới nhìn. Trong lòng Chu Ý Huyên có cảm giác vượt trội, cô ta là ngọc nữ mới tiến vào showbiz năm nay, nhìn qua là biết Văn Duệ không có nhiều hứng thú với đám người kia, nên cô ta cũng mỉm cười dõi theo cuộc tranh tài. Trên sân khấu các thiếu nữ không có suy nghĩ nhiều như vậy, các thầy cô giáo đã nói nhà tài trợ sẽ đến xem nên bọn họ trở nên rất nghiêm túc, quyết tâm thắng được giải. Mặc kệ nhà tài trợ mới là ai đi nữa thì giải thi đấu vũ đạo vẫn diễn ra mỗi năm một lần. Văn Duệ là nhà tài trợ lớn nhất, nếu ngồi sang chiếc ghế giám khảo bên cạnh thì mới là vị trí tốt nhất, nhưng cũng không thể xem thường. Những năm trước đều là các bậc thầy về vũ đạo chấm điểm, có thể nói là vô cùng công bằng chính trực. Nụ cười của Chu Ý Huyên lập tức dập tắt khi nhìn thấy số 8 của tổ A lên sân khấu. So với thi đấu ở thành phố H thì vòng bán kết ở đây không hề có những ánh đèn ảm đạm, từ lúc bắt đầu lên sân khấu thì ánh đèn đã tràn đầy màu sắc. Bên dưới khán đài ánh sáng mờ mịt, khi nhìn thấy thiếu nữ lên sân khấu, dường như chỉ cần một cái liếc nhìn đã hấp dẫn ánh mắt của biết bao nhiêu người. Bởi vì biểu diễn trích đoạn vở Hồ Thiên Nga nên khi âm nhạc vang lên, cô rất nhanh hòa nhập vào tình cảnh. Có một loại người trời sinh vô cùng thích hợp với sân khấu. Mũi chân kiễng, hai tay nhẹ nhàng. Chu Ý Huyên ngu ngơ nhìn trên sân khấu, cô ta ngồi gần đó, sân khấu ở ngay trước mặt nên rất dễ dàng nhìn rõ dáng dấp của thiếu nữ kia. Chu Ý Huyên tự xưng vẻ ngoài của mình cũng thuộc hàng nhất nhì trong showbiz, nhưng khi gặp phải một Mạnh Thính còn nhỏ hơn mấy tuổi so với mình, lần đầu tiên trong đời cô ta có cảm giác bị choáng ngợp. Thiếu nữ trên sân khấu kia mới được bao nhiêu tuổi chứ? 16, hay là 17? Có sự ngây ngô thanh thuần, nhưng cũng mang theo sự thanh lịch tao nhã của một nụ hoa mới chớm nở. Cô rất chú tâm, dường như không hề khẩn trương chút nào. Cô không giống với một vũ công bình thường, mà tựa như một chú thiên nga bé nhỏ chân chính thật sự. Mỗi một lần xoay tròn, đều mang theo sự tự do và tùy hứng. Chu Ý Huyên cắn môi mình đau đớn lúc nào không hay, mới hiểu được mình đang làm cái gì. Cô ta vậy mà bị một cô gái khiêu vũ thu hút sự chú ý. Cô ta vội vàng quay đầu lại nhìn Văn Duệ. Người luôn luôn hòa nhã biết kiềm chế như Văn Duệ mà ngay cả thần sắc cũng có mấy phần hoảng hốt. Trong mắt của hắn chứa đựng sự kinh diễm sao rõ ràng như vậy. Chu Ý Huyên lạnh lòng, sao, kinh diễm, kinh ngạc vì vẻ đẹp trước mắt. Khi Mạnh Thính ở trên sân khấu dường như đang tỏa sáng lấp lánh ánh hào quang. Ban giám khảo thì khá hơn một chút, dù sao khiêu vũ cũng phải xem xét thân thể, động tác, bọn họ là người đi trước nên đối với sức hấp dẫn mỹ lệ như vậy cũng vẫn còn chống cự được. Bên trong hậu trường có ghi hình lại, hai mắt Trần Oánh lóe sáng như sao quan sát Mạnh Thính trên đài rồi nói với Trương Hiểu Phương, cô ấy nhảy tuyệt quá. Trương Hiểu Phương cười khổ, đúng vậy. Đây đã là lần thi đấu thứ 3 của cô ấy rồi, vậy mà vẫn chưa giành được giải quán quân. Có một số người được thượng đế thiên vị, cái gì cũng đều ban phát cho người đó. Dung mạo, thiên phú. Tầng 2 thật sự là chỗ ngồi tốt nhất để quan sát. Dù gì sân khấu cũng cao, mà tầng 1 còn có rất nhiều người đến xem, nhưng tầng 2 không phải ai cũng được đặt chân đến. Mặc dù Cao Nghĩa đã vào độ tuổi trung niên nhưng cũng không thể không dành lời khen ngợi cho cô gái nhỏ kia. Nền tảng vũ đạo vững chắc vô cùng. Ông không nhìn thấy thứ mà Tiểu Giang ra ăn buổi sáng hôm nay chính là phần bánh mì còn thừa của người ta, nhưng khi vừa quay đầu sang thì nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Thái tử gia đang quan sát sân khấu. Rất lâu sau đó cũng không có rời đi. Cặp mắt của Tiểu Giang ra đen nhánh nhưng sâu bên trong ấy lại phát sáng. Nếu như nói thiếu nữ nhỏ bé kia là vì sao sáng trên bầu trời thì trong mắt của anh giờ đây giống như muốn dung nạp những vì sao ấy trên màn trời. Trong lòng Cao Nghĩa chửi thầm, mẹ nó, không phải chứ. Lấy tính cách coi trời bằng vung ác bá cường hào của vị thái tử ra trước mắt này đây, nếu như thật sự kìm lòng không đậu, chẳng lẽ lát nữa sẽ bắt ông đem người đến trước mặt sao? Trong lòng Cao Nghĩa nước mắt tuôn rơi. Tuấn Dương bọn họ là người làm ăn đàng hoàng nha. Không phải đã nói Chủ tịch Giang thích tài nữ thì tiểu Giang gia sẽ ghét bỏ những người này sao? Nói xong mà còn lật lọng nữa hả? Cao Nghĩa lên tiếng phủ đầu, Giang thiếu, cậu thấy cô ấy nhảy thế nào? Không có tiếng đáp lại. Cao Nghĩa đánh bạo nói, thật ra cũng bình thường thôi, a ha 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 ha, tôi thì lại thấy những người phía sau có khi còn tốt hơn. Tuổi tác của ông cũng đã khá cao, giờ phút này khi nói những lời trái lương tâm kiểu này thì hết sức xấu hổ. Giang Nhẫn không lên tiếng. Thật lâu sau đó, chờ đến khi người kia đi xuống sân khấu. Cao Nghĩa còn đang tưởng tiểu Giang gia bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo thì nghe thấy anh chậm rãi nói, ông vừa mới nói gì vậy? Cao Nghĩa nói, cậu thích cô gái nhỏ nhà người ta à? Khoảnh khắc này, trong ánh mắt Giang thiếu gia nhà bọn ông như có ánh sao dịu dàng và rực rỡ. Giang Nhẫn cười, thừa nhận, Giang Nhẫn quá mức thẳng thắn, đến mức Cao Nghĩa cũng không biết phải nói tiếp như thế nào. Cao Nghĩa, ông nói xem nếu như tôi đối xử thật tốt với cô ấy thì cô ấy có khả năng thích tôi hay không? Cao Nghĩa rất muốn chửi cho anh tỉnh ra, dĩ nhiên là không rồi, thử nghĩ xem kết cục của cha cậu mà xem. Cha con các người ngoại trừ có tiền ra thì còn có gì nữa chứ? Dữ dằn, trời sinh còn có tính tình cuồng bạo lực. Cậu còn phải học hỏi kinh nghiệm dài dài. Ông không cần trả lời đâu, ngậm miệng lại. Tiểu Giang gia bình tĩnh nói, cô ấy sẽ thích. Cao Nghĩa cảm thấy mình như già đi 10 tuổi, ông đứng về phe tiểu Giang gia giúp anh lừa mình dối người, lấy lệ nói, không sai, cô ấy sẽ thích. Giang Nhẫn thích nghe lời này, sau này sẽ tăng lương cho ông, cảm ơn Giang thiếu. Sáng nay ông bận rộn tất bật trước sau, vậy mà có thấy tiểu Giang gia tăng lương cho ông đâu chứ? Trong lòng Cao Nghĩa sục sôi cuồn cuộn, nhưng biết Giang Nhẫn sau này sẽ là ông chủ của Tuấn Dương, suýt chút nữa nói không bằng để ông đoạt cô ấy về cho thiếu gia nhé. Nhưng ranh giới đạo đức cuối cùng đã ngăn ông lại. Giang Nhẫn cũng không cần phải vậy. Mặt trời vừa mọc, Giang Nhẫn đã mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, đứng trong đám người không thể tìm được loại khí chất kia, khi anh bước xuống lầu còn cầm theo bình giữ nhiệt, bên trong là sữa bò mà Cao Nghĩa đã chuẩn bị cho anh. Cao Nghĩa trợn mắt há hốc mồm. Ông chủ tương lai của ông Giang thiếu gia đi xuyên qua hành lang, bước xuống cầu thang hòa cùng dòng người đi đến cửa chính. Trên tay cầm bình giữ nhiệt, không chút hình tượng ngồi xổm xuống dưới hàng cây chờ. Thật lâu sau đó, Cao Nghĩa nhìn thấu qua cửa sổ nhìn thấy cô gái nhỏ số 8 trên sân khấu kia. Cô gái nhỏ mặc chiếc áo ngắn tay màu xanh lá, váy xếp màu trắng toát ra nét thanh xuân sống động đang bước từ cửa chính ra. Ánh nắng xuyên thấu qua bóng cây đổ xuống trên người tiểu Giang gia, khoảnh khắc anh trông thấy cô liền đứng lên. Dưới cái nóng bức của tiết trời tháng 6, trên mái tóc đen của anh toàn là mồ hôi. Mạnh Thính chạy về phía anh. Giang Nhẫn tại sao lại ở chỗ này, nhân viên công tác không cho anh đi vào ư? Là cô đồng ý mời anh đến xem cô khiêu vũ, nếu như anh cứ đứng ở chỗ nóng bức này lâu như vậy. Mạnh Thính chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy khó chịu. Bọn họ không cho anh vào sao? Giang Nhẫn nói, không, mới vừa ra. Anh cười nói, anh nhìn thấy em khiêu vũ rồi, xinh đẹp lắm luôn. Cô rất vui vẻ, mắt to sáng ngời. Mạnh Thính vừa mới khiêu vũ xong, tâm trạng rất thoải mái, vui vẻ vô cùng. Cô nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh. Không khí ngọt ngào vô cùng. Bên cạnh là từng khóm hoa nhài nhỏ nhắn. Anh mở bình giữ nhiệt ra, đem nắp bình đặt vào trong tay cô. Khắp nơi đều là mùi sữa. Cô ngơ ngác đưa tay cầm lấy, những thí sinh thỉnh thoảng bước ra từ cửa lớn, sau đó đi theo thầy cô hướng dẫn của mình tập hợp để nhường lại hậu trường cho những người phía sau. Cô Trương cũng đi ra. Giang Nhẫn dừng lại một chút, nhận ra là giáo viên hướng dẫn đội của cô. Anh biết trước kia cô không muốn có mối quan hệ nào với mình. Cô không giống anh, rất hiểu chuyện nghe lời, đặc biệt tôn trọng thầy cô. Tay anh đút túi quần, trên gương mặt vẫn còn mồ hôi. Anh đi xa mấy bước, dựa vào thân cây, để cô đứng bên dưới gốc cây che mát, còn mình thì tắm nắng dưới vầng thái dương. Cô Trương đi qua, không chú ý Giang Nhẫn đứng ở bên kia, vẻ mặt ôn hòa vẫy tay với Mạnh Thính, "Nào Mạnh Thính, đi thôi." Mạnh Thính ôm bình giữ nhiệt, đi theo cô Trương vài bước. Sữa bò vẫn còn nóng, mang theo hương vị ấm áp dịu dàng. Mạnh Thính cũng không biết có loại xúc động gì xâm chiếm lấy mình, khiến cho cô quay đầu lại. Ánh mặt trời nóng rực, anh tùy tiện dựa vào trên cây, tư thế lười biếng. Thấy cô quay đầu lại, liền nở nụ cười sán lạn không vướng chút khúc mắc nào. Anh cũng không thuộc loại nhã nhặn lịch sự được người hoan nghênh, cái thể loại đẹp trai khiến người ta động tâm kia. Nói theo lời của Triệu Noãn Tranh thì anh chính là tên bất lương bại hoại vô lại. Xấu xa vô cùng, còn hung hăng dữ dằn, không phải người tốt lành gì. Cô Trương đi phía trước Mạnh Thính, không chú ý đến cô quay đầu lại. Không biết Mạnh Thính vì sao lại thấy trong lòng cứ căng phồng lên. Cô lên tiếng, "Thưa cô." Cô Trương quay đầu lại. "Cô cứ đi trước đi à, em sẽ đến sau." Ánh mặt trời đang hun nóng quần áo màu đen vốn hấp thụ nhiệt của anh. Giang Nhẫn nhìn thấy cô đang đi về phía mình. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Cô giáo của cô đứng cách đó không xa. Trái lại anh trở nên luống cuống, mẹ nó, nếu như cô giáo của cô hiểu lầm hỏi thăm sẽ khiến cô khó chịu. Anh không phân biệt được phân lượng của những giáo viên trong lòng cô, anh thấy không có gì khác nhau lắm. Giang Nhẫn, anh cụp mắt thấy cô lấy ra từ trong túi một chiếc khăn ướt đưa cho anh. Anh sửng sốt, gió thổi lá cây kêu vang xào xạc, trong phút chốc mùa hè ồn ào náo nhiệt nóng bức tựa như bị cuốn đi xa. Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên, "Lau mồ hôi đi rồi về nhà, bên ngoài rất nóng. Anh cầm lấy cái này uống đi." Cô cẩn thận đậy nắp bình sữa bò lại, sau đó đặt vào trong bàn tay to lớn của anh. Trên bình vẫn còn mang theo nhiệt độ của cô. Mẹ nó, thật là muốn mạng người ta mà. Biết anh thích cô, mà cô còn quyến rũ anh như vậy nữa. Giang Nhẫn nhanh chóng liếc mắt nhìn cô giáo đứng ở phía xa thấy cô Trương không có nhìn sang bên này. Anh nắm chặt lấy bình giữ nhiệt, hung hăng nói, "Mạnh Thính, em có biết em đang làm gì không?" Mạnh Thính chớp mắt mấy cái, không nghĩ nhiều liền hỏi anh, "Làm gì?" Anh nói, "Ông đây vẫn luôn muốn có được em còn dám quay lại đây." Giang Nhẫn không cần câu trả lời của Mạnh Thính, anh nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống. Chú Thiên Nga bé nhỏ trước mặt anh đây, ánh nắng gắt gao dần dần mất đi sắc thái. Mạnh Thính mở to hai mắt, trên mặt bỗng chợt thấy ấm áp, cái tên lưu manh này anh thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, hôn cô một cái. "Để anh Giang Nhẫn cõng em về nhé, sao. Hô hấp Giang Nhẫn mạnh mẽ kịch liệt. Mạnh Thính đưa tay chạm vào gương mặt mình, cũng cảm thấy nhiệt độ trên đó nóng đến hoảng hốt. Giang Nhẫn nói, "Nếu em không muốn đi, vậy thì đừng đi nữa." Mạnh Thính như chú Thiên Nga bé nhỏ bị dọa cho sợ hãi, cuối cùng trốn thoát khỏi anh, chạy đến chỗ cô giáo và các đồng đội của mình. Giang Nhẫn liếc nhìn chiếc khăn ẩm ướt và sữa bò trong tay, rất lâu sau đó anh mới thấp giọng mà cười. "Có phải cô đã thích anh được một chút rồi hay không?" Mạnh Thính quay lại ngồi bên trong xe, cô Trương đưa mắt nhìn thiếu niên mặc đồ thể thao màu đen đứng bên ngoài, chật cười một tiếng. "Không tồi à nha, ngàn dặm xa xôi đuổi theo bạn gái nhỏ à." Bọn họ cũng không ở lại tòa nhà Thiên Nga nữa mà chuẩn bị đi ăn cơm trưa, sau đó buổi chiều nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối đến sẽ thông báo danh sách tham dự trận chung kết. Nếu như trận bán kết hôm nay thể hiện tốt thì ngày mai chắc chắn sẽ được tham gia vào trận chung kết cuối cùng. Cô giáo Trương cũng không phải người keo kiệt, cô chịu trách nhiệm phí sinh hoạt chung cho cả đội, sẽ được hoàn trả lại sau khi trở về. Vậy nên cô mời mọi người đi ăn món ăn bình dân đặc sắc của thành phố B. Các thiếu niên thiếu nữ vây quanh ở trước bàn ăn, cô Trương bùi ngùi xúc động khi nhìn từng gương mặt mang theo nét thanh xuân ngời tuổi trẻ. Trần Oánh thấp giọng hỏi Mạnh Thính, "Cậu học khiêu vũ được bao lâu rồi?" Mạnh Thính học dương cầm được 6 năm nhưng khiêu vũ thì không giống vậy. Từ năm 6 tuổi cô đã bắt đầu học khiêu vũ, người khác sau khi tan học đã chạy đi chơi thì cô ở trong phòng tập kéo dây chằng. Sau này khi cô 14 tuổi thì không còn nhảy nữa và phải mất một khoảng thời gian khá dài để bắt đầu trở lại. "Tớ đã học từ năm 6 tuổi rồi, còn sớm hơn tớ nữa, chẳng trách sao cậu nhảy tốt đến vậy. Cơm nước xong xuôi, cô Trương dặn dò không được đi lung tung, sợ rằng các học sinh có chuyện gì nên chỉ cho bọn họ dạo quanh trong khách sạn. Trần Oánh vô cùng hào hứng cầm một bộ bài poker chạy đến phòng Mạnh Thính, đằng sau còn có Trương Hiểu Phương. Cô ấy hỏi Mạnh Thính, chơi đánh bài không? Mạnh Thính thành thật đáp, tớ không biết chơi. Trần Oánh ngạc nhiên, bài gì cũng không biết sao? Mạnh Thính gật đầu một cái. Khi còn nhỏ cô rất muốn học nhiều thứ lắm, nhưng sau này đôi mắt bị tổn thương, thiếu hụt ánh sáng nhiều năm như vậy. Thứ bà cũng không đánh bài nên cô cũng không biết chơi luôn. Trần Oánh rất thích Mạnh Thính, vì vậy nói, không sao đâu, để tớ chỉ cho cậu. Mạnh Thính cũng không muốn làm cô ấy mất hứng nên gật đầu. Thế là ba nữ sinh ngồi vây chung một chỗ chơi đấu địa chủ. Mạnh Thính rất thông minh, hai ván đầu vì chưa thông thạo nên bị thua, nhưng đến ván thứ ba thì cô đã giành quy luật của nó rồi, không cần người khác chỉ cho nữa. Những ván sau đó toàn là Mạnh Thính giành thắng lợi. Ôi mẹ ơi! Trần Oánh nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng Mạnh Thính biết đánh bài cũng là một chuyện khá thú vị. Nhất là khi tư thế cầm bài của cô không được tự nhiên nhưng nhìn vào đáng yêu vô cùng, người ta cầm bài thành hình giống cây quạt nhưng Mạnh Thính xếp bài thật lâu mà luôn luôn làm rơi bài. Trần Oánh vừa cười vừa nói, không phải số thứ tự của tớ nằm ở gần phía chót sao? Lúc đó tớ lén lút nhìn qua hàng ghế của ban giám khảo. Trương Hiểu Phương thở dài, cậu gan thật đó. Có sao đâu, chỉ nhìn thôi mà. Tớ nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi lắm nha. Ngồi bên cạnh anh ta hình như là Chu Ý Huyên đó. Chính là nữ diễn viên đóng vai tiên nữ Thanh Loan trong bộ phim truyền hình Thẩm Vấn Tình Yêu kia đó. Trương Hiểu Phương thấy hứng thú, thật hả? Đương nhiên rồi, người đàn ông trẻ tuổi kia chắc chắn chính là nhà đầu tư rồi. Chật chật kẻ có tiền nha. Cặp mắt Trần Oánh đảo quanh một vòng, cậu có cảm thấy Mạnh Thính còn đẹp hơn rất nhiều so với Chu Ý Huyên không vậy? Trương Hiểu Phương vô cùng trịnh trọng gật đầu. Mạnh Thính không nói được lời nào, bởi vì lúc cô khiêu vũ thì không hề trông thấy dưới khán đài có người nào như vậy. Cô cho rằng dưới đó chỉ có hai loại người, một là khán giả, loại thứ hai chính là ban giám khảo. Rất nhanh sau đó cô Trương đã gọi Mạnh Thính xuống lầu. Mạnh Thính sau khi tắm xong đã cùng với hai cô bạn kia đánh bài, bây giờ lại phải một lần nữa thay quần áo xuống lầu. Cô Trương đang suy nghĩ gì đó, thấy Mạnh Thính đi xuống liền vẫy tay với cô, ban tổ chức nói muốn tìm em. Mạnh Thính cảm thấy nghi hoặc, vì sao muốn tìm em? Cô cũng không rõ nữa, chúng ta không có làm gì thì đừng sợ, đây là cuộc thi rất nề nếp đàng hoàng, để cô đi cùng với em. Mạnh Thính gật đầu một cái. Bên ngoài có một chiếc xe đang đậu, là do tòa nhà Thiên Nga bên kia cho xe đến đón cô. Giáng chiều ở thành phố nhập nhòe, ban đêm hơi lạnh. Mạnh Thính lúc đi ra ngoài khoác thêm chiếc áo khoác màu trắng. Xe chạy đến bên ngoài tòa nhà Thiên Nga, trực tiếp đưa giấy thông hành ra liền được đi vào bên trong. Chiếc xe rẽ vào một khu biệt thự cao cấp. Mạnh Thính cứ có cảm giác không được ổn cho lắm, nhưng có cô Trương ngồi bên cạnh nên mới có chút cảm giác an toàn. Xe dừng ngay tại khu biệt thự của tòa nhà Thiên Nga. Người giúp việc đến mở cửa cho bọn họ. Cô Trương vỗ vai Mạnh Thính, dẫn đầu đi vào. Mạnh Thính đi theo sát phía sau. Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, có một người đàn ông nho nhã đeo một chiếc kính. Hắn vô cùng phấn khích, mau châm trà cho cô giáo và cô gái nhỏ này. Cô Trương đáp, cảm ơn nhưng không cần phiền thế đâu, đã khá muộn rồi, anh tìm chúng tôi có chuyện gì không? Ánh mắt ôn hòa của Văn Duệ dừng trên người Mạnh Thính. Từ khi bước chân vào cửa thì cô gái này không hề nhìn lung tung, cô được giáo dục rất tốt. Trên người mặc đồng phục của đội đến từ thành phố Hát, mái tóc dài xõa xuống mang vẻ đẹp ngây thơ động lòng người. Chu Ý Huyên làm sao so được so với vẻ đẹp tự nhiên của cô gái này, rõ ràng là khác nhau một trời một vực. Là như thế này, Văn Duệ nói. Cuộc thi đấu lần này không chỉ riêng việc chọn ra quán quân và á quân, tôi đầu tư vào cuộc thi này chính là vì muốn tuyên truyền cho khu biệt thự trong tòa nhà Thiên Nga này. Mặc kệ kết quả ngày mai có như thế nào, tôi cảm thấy vị bạn học này rất thích hợp với chủ đề lần này của công ty chúng tôi, vậy nên muốn ký kết hợp đồng quay video với cô ấy. Cô Trương thở phào một cái, ánh mắt sáng lên, thấy vui thay Mạnh Thính. Thế mà Mạnh Thính nãy giờ vẫn rất yên lặng khéo léo lại lên tiếng, cảm ơn anh, nhưng tôi không muốn quay video. Chấm ngoặc kép phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Văn Duệ cười nói, vì sao vậy? Hắn rất có kiên nhẫn, giọng nói của cô gái nhỏ như nụ hoa chớm nở này cũng rất ngọt. Mạnh Thính mím chặt môi, tôi chỉ muốn thi đấu xong rồi về nhà ngay. Văn Duệ nhìn làn da trắng như ngọc của cô dưới ánh đèn, sợ mình dọa cô nên cất giọng nói nhẹ nhàng, tôi là tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn Tuấn Dương, quay video xong sẽ đưa cô về nhà có được không? Mạnh Thính đứng dậy, cúi chào hắn một cái, sau đó nói với cô Trương, cô ơi, chúng ta quay về thôi. Cô Trương chỉ đành phải đáp ứng. Ánh mắt Văn Duệ chợt ảm đạm. Hắn xoay chuyển chiếc tách trong tay, người giúp việc vội nói, tiểu thư tiên sinh đây còn vì cô và cô giáo đây chuẩn bị bánh kem, xin hãy ở lại dùng xong rồi đi được không ạ? Cô Trương đang há hốc miệng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là người của ban tổ chức gọi đến, muốn bàn với cô Trương về danh sách và một chút quy tắc thi đấu. Cuộc thi ngày mai sẽ được tổ chức vào ban ngày, cách nơi này không xa lắm. Văn Duệ nói, hay là cô Trương một lát nữa đến đón Mạnh Thính nhé. Mạnh Thính giữ chặt tay của cô Trương, để em đi cùng với cô được không? Cô Trương có chút khó xử, cô sờ sờ tóc của Mạnh Thính, cô đi một lát thôi, chỗ đó không cho học sinh vào đâu. Mạnh Thính không nguyện ý ở lại chỗ này, không biết vì sao, nhưng tóm lại chính là sợ hãi. Cô đối với cảm giác nguy hiểm nhạy cảm vô cùng, cô không thích cái người tên Văn Duệ kia chút nào. Người giúp việc nhiệt tình đặt bánh kem vào tay cô. Mạnh Thính lắc đầu nói, không dùng. Cô Trương đang thay giày chuẩn bị ra cửa. Mạnh Thính bỗng dưng có loại cảm giác bị vứt bỏ sợ hãi vô cùng, cô đang định đứng dậy. Cửa lớn đột nhiên bị ai đó một cước đá văng. Đám người hầu ồn ào rối rít không dám tin mà nhìn sang, có người dám đập cửa nhà Văn tổng ư, sao ai nào mặt cười. Nhưng khi nhìn thấy vị thiếu niên tóc đen mặt mũi đầy ắp sự lạnh lẽo rét buốt kia khiến cho tất cả mọi người đến thở mạnh một chút thôi cũng không dám. Đằng sau thiếu niên là Cao Nghĩa ngậm đắng nuốt cay chân chó chạy theo. Đám người hầu rối rít xoay người lại, Giang thiếu. Văn Duệ đang ngồi trên sofa nở nụ cười chợt tắt ngấm, cuối cùng liền vội vàng đứng lên, cắn răng cung kính nói, tiểu Giang ra sao, sorry em bây giờ hi đi mới để ý cụm từ này đúng với bản gốc và nghe hay hơn, Giang thiếu gia, nên hi đi sẽ sửa lại nhé, sẽ sửa luôn cho mấy chương trước nữa. Với lại nếu người khác gọi Giang thiếu gia thì sẽ gọi là Giang thiếu, còn tiểu Giang gia là biệt danh của anh nhà ở thành phố B, rất xin lỗi em vì sự nhầm lẫn và sơ suất này, mong em thông cảm và bỏ qua và LT3. Giang Nhẫn đã hoàn toàn thay đổi rồi. Năm ngoái lúc anh rời khỏi Giang gia vẫn để một quả đầu bạc chói mắt, trên lỗ tai còn gắn hoa tai kim cương đen, tràn đầy vẻ cương quyết bướng bỉnh bất tuân. Thậm chí vết máu trên khóe miệng anh còn chẳng thèm lau khô, một thân một mình lên máy bay đến thành phố Hát. Khi đó Văn Duệ bị anh đánh đến mặt mày trắng bệch, phải đưa vào bệnh viện. Tất cả mọi người đều cho là Giang Nhẫn phát bệnh, nhưng Văn Duệ biết không phải như vậy. Mà bây giờ đây, cái tên ma vương này lại trở về. Văn Duệ lớn hơn anh 7 tuổi, nhưng trong tiềm thức lại rất sợ anh. Đùa gì chứ, lớn lên trong trường quân đội, bẩm sinh còn có sức mạnh ghê gớm, còn có bệnh nữa chứ. Đừng nói hắn, ngay đến cả cha Giang Nhẫn cũng không dám động vào tên sói con này nữa là. Giang Nhẫn nói, dao trong phòng bếp đâu? Nữ đầu bếp nơm nớp lo sợ cầm dao róc xương đưa tới. Giang Nhẫn tỉnh táo lạ thường, thậm chí anh cầm con dao vô cùng thành thục. Văn Duệ cười miễn cưỡng cực kỳ, hắn không dám nhắc đến chuyện quá khứ, ân cần mà hỏi Giang Nhẫn, tiểu Giang gia đã trở về, có cần báo cho anh rể biết không? Còn không mau chuẩn bị đồ ăn cho Giang thiếu, ngây ra đó làm cái gì? Đám người hầu đều không nhúc nhích, toàn bộ đều nhìn sắc mặt Giang Nhẫn. Ai là chủ nhân ở đây, đã quá rõ ràng rồi. Sắc mặt Văn Duệ xanh mét. Giang Nhẫn lãnh đạm nói, báo cho cha tôi làm gì? Cứu anh sao? Giọng điệu anh nhàn nhạt, nhưng không một ai cảm thấy rằng anh đang nói đùa. Đóng cửa lại, người hầu vội đóng cửa. Giang Nhẫn híp mắt, giơ cánh tay lên, Văn Duệ, không phải tình cảm của anh và mẹ tôi rất sâu đậm sao? Đêm nay ông đây đưa anh đi gặp bà ta nhé. Suýt chút nữa Cao Nghĩa đã quỳ dập xuống luôn rồi. Tổ tông à, tôi gọi cậu bằng tổ tông luôn có được không vậy? Cậu thật sự muốn giết chết cậu của mình sao? Văn Duệ cũng biết không ổn rồi, hắn đã âm thầm gọi điện cho Chủ tịch Giang, sắc mặt trắng bệch, sau đó nói được dăm ba câu, anh rể. Giang Nhẫn quay về rồi, đang ở tòa nhà Thiên Nga, nó không được bình thường cho lắm, anh mau cứu em với. Cô Trương cũng bị dọa hú hồn, vốn định đi ra ngoài lấy giấy thông báo, anh kêu đóng cửa lại, ngay cả bà cũng bị nhốt bên trong. Cô Trương cũng biết cái người tên Văn Duệ này, nghe nói là một người rất lợi hại. Vậy mà cậu thiếu niên kia vừa mới tới, tất cả mọi người đều thu mình lại, không dám phát ra âm thanh nào. Mà khi nghe thấy cậu thiếu niên này nói muốn giết chết Văn Duệ, những người khác ngoại trừ run lẩy bẩy ra chứ không hề dám lên tiếng nói câu nào. Trong lòng Chủ tịch Giang hoảng loạn, kêu Văn Duệ đưa di động cho Giang Nhẫn. Giang Nhẫn đưa di động đến bên tai, đầu bên kia Chủ tịch Giang gào thét, danh con, mày dám làm càn thì chết với tao, nói cho mày biết Tiểu Duệ là cậu của mày, mày. Giang Nhẫn khẽ cười một tiếng, cúp điện thoại, tiện tay ném vào thùng rác. Anh rõ ràng là đang cười, nhưng Văn Duệ biết thiếu niên này đã nổi cơn tanh bành sắp đến đỉnh điểm. Giang Nhẫn vốn chính là tên điên. Văn Duệ không còn quan tâm mình có còn phong độ hay không nữa, chạy thẳng đến phòng mình đóng cửa lại. Đúng, phải mau đóng cửa lại. Giang Nhẫn từ lúc bước vào cửa vẫn chưa liếc nhìn Mạnh Thính cái nào. Nếu anh càng nhìn cô thì sự tỉnh táo mà anh đang chống đỡ sẽ tan tành mất, sẽ giết chết cái tên Văn Duệ kia ngay trước mặt cô mất. Cao Nghĩa đương nhiên không thể nhìn Giang Nhẫn phát bệnh, đang định hô hào gọi người đến ngăn chặn Giang Nhẫn lại thì thiếu nữ mà Tiểu Giang gia vừa gặp đã yêu kia nhào vào trong ngực của cậu ấy. Thân thể thiếu niên bỗng chốc căng cứng tựa như một khối đá. Mạnh Thính ôm chặt lấy vòng eo khỏe khoắn của anh, giọng nói nghẹn ngào, Giang Nhẫn. Tay phải Giang Nhẫn vẫn còn đang cầm con dao róc xương, dưới ánh đèn toát lên sự bén nhọn lạnh lẽo. Thân thể mềm mại của cô run nhẹ nhẹ, không biết qua bao lâu sau, con dao róc xương kia rơi xuống, anh tựa như phát cuồng, hung hăng ôm chặt lấy cô. Mạnh Thính vô cùng sợ hãi, cô giáo. Để cô lại một mình ở chỗ này. Cô nhẹ giọng nức nở, em thật sự, rất sợ. Động tác của anh chậm chạp, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô một cái, sau đó nắm lấy tay cô, ra hiệu người hầu mở cửa. Anh dắt tay cô đi ngang qua cô giáo Trương cũng đang sợ hãi đứng đó, dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn bà một cái. Cái nhìn kia khiến cô Trương phải phát run. ... Tựa như anh đem bảo bối chân quý của mình giao cho bà, vậy mà suýt chút nữa đã bị bà làm mất rồi. Cao Nghĩa nhìn theo bóng hai người đi xa dần mới phát hiện ra tim mình đập như đánh trống. Năm ngoái lúc Giang Nhẫn bị Chủ tịch Giang đuổi ra khỏi Giang gia cũng chính là vào đêm khuya như vậy. Nguyên nhân là vì anh đã đánh Văn Duệ vô cùng thảm khốc. Thân thể vẫn còn để lại di chứng, rốt cuộc là di chứng gì thì không ai biết rõ. Chủ tịch Giang trong cơn nóng giận đã ầm ĩ một trận với Giang Nhẫn, bảo anh cút khỏi cái nhà này. Ông không có đứa con trai mất hết tính người như vậy. Giang Nhẫn chỉ cười lạnh, lên máy bay đi. Sau này Chủ tịch Giang đau lòng, lại hối hận vô cùng, dù sao anh cũng là đứa con trai duy nhất của ông, nhưng vẫn không thể bỏ xuống mặt mũi nói nhỏ nhẹ với Giang Nhẫn được. Lòng bàn tay Giang Nhẫn cầm lấy một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn, dẫn cô ra bên ngoài tòa nhà Thiên Nga, ở thành phố lớn về đêm sẽ không có những vì sao, chỉ có những ngọn đèn bất diệt thắp lên thâu đêm suốt sáng. Pho tượng Thiên Nga nhỏ đặt giữa ao xinh đẹp vô cùng, từng sợi lông vũ đều được chạm khắc tinh xảo. Chúng đứng giữa sóng nước lăn tăn trong hồ toát lên sự dịu dàng trong sáng trong bóng đêm. Giang Nhẫn cúi đầu, đưa tay xoa nhẹ trên hàng mi còn vướng nước mắt của cô. Đừng sợ, đừng khóc nữa. Mạnh Thính uất ức chớp mắt một cái, dường như không nhịn được cô giống như một đứa trẻ đã tìm được đường về nhà của mình, nghẹn ngào nói, cô Trương kêu em phải ở lại đó, ở lại nơi đó. Cảm giác bị vứt bỏ kia, chỉ có người nào từng trải qua mới biết được, một người phải đối mặt với một nỗi sợ không thể nào biết được, tay chân như nhũn ra, đầu óc trống rỗng không có cảm giác đáng sợ vô cùng. Giọng nói mềm mại, muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Trái tim Giang Nhẫn vỡ thành từng mảnh, giọng nói dịu dàng như nước chảy, không sợ nữa, không sao rồi. Mạnh Thính gật đầu một cái, trong đôi mắt to của cô vẫn tràn ngập nước mắt. Giang Nhẫn bưng lấy khuôn mặt cô, đừng khóc, em khóc đến mức trái tim anh tan nát hết rồi nè. Cô cố gắng khiến cho mình đừng nức nở nữa. Mạnh Thính cảm thấy thật mất mặt vô cùng. Cô không khóc nữa, nghe lời kìm nén lại, ngoan ngoãn khiến cho người ta càng thêm đau lòng. Giang Nhẫn hết cách rồi, dáng vẻ lạnh lùng muốn đâm người kia trong khoảnh khắc này đây đều hóa tan thành nước mất rồi. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, mỉm cười an ủi cô, để anh Giang Nhẫn cõng em về nhé. Anh thật không biết xấu hổ, nhưng lần này cô lại cảm thấy trong lòng mềm mại vô cùng. Mạnh Thính đỏ mặt ghé vào trên lưng anh, cánh tay mềm nhũn nhẹ nhàng vòng lấy cổ của anh. Bước chân của thiếu niên rất vững vàng. Anh cõng cô ra khỏi tòa nhà Thiên Nga, bảo vệ rối rít hành lễ với anh. Tiết trời tháng 6, gió hè ôn nhu thổi. Đường xá ở thành phố B không có côn trùng kêu vang, cũng không có tiếng ve mùa hè nào. Chỉ có từng chiếc đèn đường trong suốt uốn lượn đến không biết phương nào. Năm nay anh 18 tuổi, tấm lưng rộng lớn. Gió thổi mang đến mùi hương trên người anh, nhàn nhạt mùi mồ hôi, nhưng ngoài ý muốn không khó ngửi chút nào. Đó là loại hormone nam tính mạnh mẽ. Cô nhớ đến mùa đông năm ngoái khi bọn họ leo núi Vạn Cổ, anh cũng giống thế này, cõng cô đi rất lâu. Khi đó trong lòng cô rất không tình nguyện, nghĩ đến cái tên bại hoại này sao không chết vì mệt cơ chứ. Nhưng mà tối nay, trên hàng mi của cô vẫn còn vấn vương giọt nước mắt chưa khô. Suýt nữa bị người vứt bỏ, cũng suýt nữa phải đối mặt với nỗi sợ hãi không thể nào gọi tên được. Mạnh Thính mới chợt giật mình, thì ra trong nửa năm qua, Giang Nhẫn đã mang đến cảm giác an toàn cho bản thân cô như thế nào. Anh vì cô đánh người vào cục cảnh sát, trên bục thẳng thắn đọc bàn kiểm điểm, leo núi giành chiến thắng chỉ để mang về đôi giày thủy tinh cho cô. Cô không đuổi anh đi được, tức giận với anh cũng không xong. Anh một lòng rời bỏ cái thế giới đầy khói lửa kia, mang theo ngọn lửa thiêu đốt hết thảy nhiệt độ, chạy đến đây đòi lấy niềm vui từ cô. Tựa như cả thế giới đều vứt bỏ cô thì anh cũng sẽ không như vậy. Ở đời trước, từ sau khi mặt cô bị bỏng thì thiếu niên này đã bặt vô âm tín, không còn thấy bóng dáng nữa. Dần dần, đã trở thành thiếu niên dỗ dành cô trong đêm hè như trước mặt này đây. Cô yên lặng, Giang Nhẫn sợ cô vẫn còn đang khóc. Anh lại không biết dỗ dành người khác. Thế là lấy điện thoại di động từ trong túi ra đưa cho cô, gọi điện cho Hạ Tuấn Minh dùm anh, mở loa lên. Mạnh Thính gọi cho Hạ Tuấn Minh, bật loa ngoài lên. Hạ Tuấn Minh quấn khăn tắm trên người, niềm nở gọi anh Nhẫn. Giang Nhẫn nói, kể chút chuyện cười nghe coi. Hạ Tuấn Minh, trong lòng anh ta nghĩ có phải anh Nhẫn bị bệnh rồi hay không? Hạ Tuấn Minh rất giỏi kể chuyện cười, anh ta thử mở miệng thăm dò. Có một cô gái nói với nam đồng nghiệp của mình, tối hôm qua mới mơ thấy anh cưỡi dãy mây. Bảy màu đến đón em. Đồng nghiệp nam kia đỏ mặt nói, hả? Cô gái kia nói, anh còn lè lưỡi ra với em nữa, lúc đó anh đang ngồi xổm ở bên chân của nhị lang thần, sao chắc là bé chó nào đó á em en. Giang Nhẫn không nghe thấy tiếng Mạnh Thính cười. Tuy rằng cũng có chút yếu tố gây cười. Giang Nhẫn mặc kệ có còn mắc cười nữa hay không, khẽ thấp giọng ra lệnh, kể tiếp. Hạ Tuấn Minh nuốt nước miếng một cái, tiếp tục suy nghĩ, có phải tâm trạng anh Nhẫn đang không tốt hay không? Chậc, không thì để anh ta kể chút chuyện đồi trụy thử xem sao. Sau đó anh ta bắt đầu kể mấy chuyện cười thể loại kia. Vô cùng sexy, còn đặc biệt hết sức dễ hiểu và đoán được ngay. Kể xong tự chính bản thân Hạ Tuấn Minh cười ha ha. Trong lòng Giang Nhẫn thầm mắng cái tên ngu xuẩn này. Con mẹ nó đồ đần. Anh không biết Mạnh Thính nghe có hiểu không, lần đầu tiên trong đời khốn đốn, quẫn bách đoạt di động về, cúp điện thoại ngay. Đàn ông con trai xem ba cái thể loại này không có vấn đề gì, thế nhưng anh làm sao có thể kể cho cô nghe cái này được chứ? Anh sợ tiểu tâm can trên lưng cho là anh đang đùa giỡn cô. Giang Nhẫn nói, để anh quay về xử thằng đó. Khuôn mặt Mạnh Thính đỏ ửng, cô khẽ đáp, được. Trong lòng Giang Nhẫn mềm nhũn. Tòa nhà Thiên Nga cách khách sạn Mạnh Thính ở rất xa, nếu lái xe phải mất gần 1 tiếng đồng hồ. Anh cõng cô đi như vậy, không biết năm nào tháng nào mới có thể đến nơi. Nhưng anh lại quyến luyến cô gần gũi với mình giây phút này đây. Giang Nhẫn sợ cô mở miệng muốn tự mình đi, thế là bắt đầu chuyện trò, đến thành phố B đã quen chưa, có chơi vui không? Mạnh Thính gật đầu, các bạn mới chỉ em đánh bài. Giang Nhẫn nhíu mày, đề tài này anh có thể nói tiếp được, đánh gì thế? Mạnh Thính đáp, đấu địa chủ. Thua hay thắng? Thắng. Âm cuối của cô mềm mại, còn mang theo niềm kiêu hãnh nhàn nhạt. Anh khẽ cười, Thính thật là thông minh. Mạnh Thính đột nhiên có chút thẹn thùng. Giang Nhẫn nói tiếp, muốn chơi gì lần sau để anh dạy cho em. Anh biết chơi gì? Trác Kim Hoa sao, đổ xúc sắc sao? Trác Kim Hoa là trò chơi bài giấy dân gian Trung Quốc, với quy tắc so sánh bài độc đáo. Các chơi đơn giản dễ hiểu, kết hợp giữa kiểu chơi so sánh lớn nhỏ của Long Hồ Đấu và dự đoán kiểu bài của Baccarat. Đây là một kiểu trò chơi thử thách trí tuệ và vận may của người chơi. Các bạn có thể tra Google để biết thêm nhé. Mạnh Thính không lên tiếng. Giang Nhẫn trong lòng thầm mắng, ôi mẹ nó, có phải cô sẽ cảm thấy anh dốt nát kém cỏi lắm hay không? Anh nói chuyện này với cô làm gì chứ? Anh hít sâu một hơi, nói sang chuyện khác, khiêu vũ có vất vả lắm không? Dưới ánh đèn đường, Mạnh Thính có thể trông thấy từng sợi tóc đen nhánh gọn gàng của anh. Cũng cảm nhận được sự bứt rứt và nỗi bất an chôn sâu trong lòng anh. Anh nói anh biết đổ xúc sắc khiến cô nhớ đến tiệc sinh nhật của Hạ Tuấn Minh thật lâu trước đây. Cô đến An Hải Đình đòi Thư Lan trả lại chiếc váy cho mình. Giang Nhẫn nói muốn đánh cược cùng với cô, bảo cô đoán lớn hoặc nhỏ. Sau đó cô đã thắng. Anh không chút tức giận nào, chỉ khẽ cười nói, ừ, cô thắng rồi. Thì ra đã từ rất sớm trước đó, anh đã ôn nhu dịu dàng đối đãi với cô rồi. Anh vì muốn cô quên đi đề tài này mà liều mạng nói đến lĩnh vực mà anh không am hiểu, có phải từ khi còn nhỏ đã có thể học khiêu vũ hay không? Giọng nói của thiếu niên có chút cứng nhắc, xuyên qua màn đêm của tháng 6, khiến cho nội tâm của cô bỗng nhiên bị chạm phải một phát. Nguyên nhân chính xác là do Giang Nhẫn. Trái tim cô đập thình thịch, đỏ bừng cả mặt, nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên khuôn mặt kiên nghị đầy góc cạnh của anh. Hết chương 55. Mạnh Thính đã là bạn gái của tao rồi, sao? Nụ hôn ấy như chuồn chuồn đạp nước, cũng tựa như cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua mặt, đến mức nếu không cẩn thận cảm nhận thì sẽ không hề hay biết, có khi còn cho là ảo giác nữa. Nhưng đôi môi Mạnh Thính mang theo sự ấm áp không thuộc về buổi đêm như thế này, khi cô đến gần sẽ mang theo một mùi hương dịu dàng và êm ái của thiếu nữ. Trong một đêm mùa hè như thế này thì cho dù có gặp phải ảo giác đi chăng nữa thì cũng đã đủ để khiến cho trái tim mất đi tự chủ. Huống chi đó cũng không phải là ảo giác. Vốn dĩ bước chân của Giang Nhẫn đi rất vững vàng, xong lại đột nhiên dừng lại. Mạnh Thính buông hai tay vòng qua cổ anh ra, nhẹ nhàng che khuất đi gương mặt của mình. Bàn tay nhỏ bé của cô hơi lạnh, càng trái ngược với khuôn mặt như thiêu đốt của cô lúc này. Cô cảm nhận được nhịp đập trái tim của anh, mạnh mẽ và dồn dập, truyền từ trái tim anh sang người cô. Tại sao cô có ý nghĩ muốn hôn anh vậy? Đã vậy còn hôn thật nữa chứ? Ngay giờ phút này đây Mạnh Thính không dám nhìn mặt Giang Nhẫn. Giang Nhẫn ngừng lại thật lâu, ngoại trừ tiếng tim đập mạnh mẽ để cô nghe thấy được kia thì dường như không hề có lấy một chút phản ứng nào. Sau đó anh làm như không có gì tiếp tục bước đi. Có điều những bước đi lộn xộn rối loạn đã bán đứng tâm tình anh lúc này. Anh đi tới đi lui, đột nhiên cười thật to. ... Tiếng cười của anh vô cùng sung sướng, tựa như đã có được cả thế giới trong tay. Đèn đỏ đã sáng lên, rất đông những chiếc xe đang chờ đợi đèn đỏ đều có người liếc nhìn sang, khuôn mặt Mạnh Thính đỏ bừng lên, hận không thể che miệng anh lại. Đừng có cười nữa mà, người ta đang nhìn kìa, thật là mất mặt quá đi. Anh đặt cô xuống, dưới ánh đèn đường, khuôn mặt người thiếu nữ đỏ ửng cả lên. Anh nâng cằm cô lên, làm cho cô phải nhìn mình, anh không có nhầm lẫn gì đúng không? Anh không có nằm mơ đúng không? Em thật sự hôn anh rồi. Mạnh Thính không lên tiếng, cái tên chứng thối này có thể đừng hỏi nữa có được không vậy? Mạnh Thính, em thật sự đã hôn anh sao? Không, không phải đâu. Cô đập tay anh, không cho anh hỏi nữa. Trong mắt anh sáng rực rỡ, dường như không cần câu trả lời của cô nữa, tất cả đều là sự phấn khích thỏa mãn không nói nên lời. Mạnh Thính không chịu được ánh mắt như vậy của anh, cô giơ tay lên, nhẹ nhàng che đi khuôn mặt mình, ngăn cản ánh mắt của anh, cô sắp xấu hổ đến phát khóc rồi, không cho phép anh nhìn em. Rốt cuộc vì sao cô muốn hôn anh chứ? Trên đời này chắc sẽ không có cô gái nhỏ nào đáng yêu như cô đâu, tự mình xấu hổ đến phát khóc. Giang Nhẫn rất sợ cô sẽ hối hận. Nếu đã hôn anh rồi thì em phải chịu trách nhiệm với anh đó có biết không? Anh không nhịn được cười lên. Em dám đá anh thì anh sẽ cho em biết tay. Tiếng nói dầu dĩ của thiếu nữ vang lên từ bên trong khuỷu tay, ba em cấm em yêu sớm. Em nghe ba em hay nghe ông đây hả? Cô ngoan ngoãn đáp, nghe ba. Ôi mẹ nó, Giang Nhẫn cười. Anh thương tiếc nhìn dáng vẻ tội nghiệp đang hoảng sợ của cô, kéo hai tay cô ra rồi cúi đầu, để cho tay cô che lại đôi mắt mình, được rồi, không nhìn thấy được nữa. Mạnh Thính nhẹ nhàng hít một hơi. Bàn tay nho nhỏ của cô che đi hai mắt của anh. Cô cảm nhận được anh đã nhắm mắt lại, xoay người tiến đến gần cô. Cả khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Mạnh Thính chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cô sẽ ở bên một người mà mình đã từng bài xích đến suốt cuộc đời. Đây là một điều kỳ lạ vô cùng, cô ngước nhìn thiếu niên cao hơn mình rất nhiều ngay trước mặt. Ngọn gió mang theo hơi lạnh phảng phất trên gương mặt nhưng hoàn toàn không thể giảm bớt được nhiệt độ nóng bức kia. Giang Nhẫn cười, em không muốn ở bên ông đây nhưng lại hành động như vậy, có phải em muốn mạng của anh không? Cô không thể nói được lời gì. Anh lấy hai bàn tay nhỏ của cô xuống, nhẹ nhàng hôn một cái lên đầu ngón tay cô. Mạnh Thính, em cứ ỷ vào việc anh thích em, sao câu này làm Hi đi nhớ đến anh Vũ Văn Hộ trong bộ phim Độc Cô Thiên Hạ, ghê luôn, anh ý cũng si tình y chang Nhẫn ca nhà mình và cũng nói câu tựa Nhẫn ca luôn á, ta thật chẳng có cách nào với nàng, nàng chỉ cậy vào việc ta yêu nàng, cả đời này vĩnh viễn cũng không thể từ chối nàng. Cô khẽ nói, không phải vậy. Đôi mắt hạnh của cô ẩm ướt, cô luôn là một người ngoan ngoãn hiểu chuyện suốt 17 năm qua, chưa từng có lúc nào luống cuống bối rối như buổi tối ngày hôm nay. Giang Nhẫn không muốn ép buộc cô, nhưng anh đã kiềm chế lắm rồi. Nếu như dựa theo tình tiết trong sách thì người con trai thường sẽ nói vậy thì anh sẽ chờ đến khi em lên đại học nhé. Nhưng anh thì không thể chờ được, một phút một giây cũng không thể. Cô bỗng dưng hôn anh như vậy, huyết quản của anh dường như đã bị hút cạn gần hết. Nếu như nhiều thêm mấy lần nữa thì chắc anh sẽ giao tính mạng mình ra cho cô luôn. Anh nhịn cười, đối diện với ánh mắt của cô, giọng điệu hung hăng uy hiếp, cho anh một lời đi Mạnh Thính, em thật sự muốn ông đây chết trên tay em đó hả? Mạnh Thính quan sát cặp mắt đen nhánh của anh, cố gắng kìm chế sự phát hỏa trên gương mặt mình, không muốn đâu. Vậy em nói đi, phải làm sao bây giờ? Cô cũng không biết làm sao bây giờ. Nếu phải yêu sớm thì cô không dám rồi, huống chi là đi yêu sớm cùng cái vị tiểu Giang gia này đây. Nếu để Thư Ba Ba biết được sẽ đánh gãy chân anh mất, còn mẹ ở trên trời có linh thiêng mà biết được chắc cũng sẽ rất tức giận. Cô vừa mơ hồ mù mịt vừa luống cuống vô cùng. Vành mắt Mạnh Thính ửng hồng, đành nói thật với anh, ba em thật sự không đồng ý đâu, ông ấy làm lụng vất vả, còn là người rất nghiêm khắc. Nếu để ông ấy biết được em dám yêu sớm thì chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh đó. Giang Nhẫn nói, vậy thì cứ để ông ấy đánh chết anh đi, miễn em thích anh là được. Anh không hề nói đùa một chút nào. Đây là lần đầu tiên Mạnh Thính thấy có người yêu đương mà không cần mạng của mình như thế, cô cố gắng nhẫn nhịn, vốn dĩ ban đầu rối tinh rối mù muốn khóc nhưng bây giờ thì lại bật cười một tiếng. Gò má của cô trắng nõn như phấn, đôi mắt còn long lanh nước mắt. Đôi mắt xinh đẹp trong suốt như vậy sẽ ít ai mà tin được nó đã từng bị thương tổn và đã từ từ khỏi hẳn. Khi cô cười lên đôi mắt ấy cong cong, khóe môi dương lên. Giống như một viên kẹo ngọt ngào nhất của mùa hè. Giang Nhẫn, em cười gì đó, mau nói đi chứ, có đồng ý hay không đây hả? Giọng điệu anh hung ác nói. Mạnh Thính chớp mắt, anh hung dữ như vậy. Vẻ mặt Giang Nhẫn cứng đơ, không phải, chỉ là anh sợ em. Sợ cô đổi ý, sợ rằng tất cả những gì xảy ra vừa rồi chỉ là do anh quá khát khao mà sinh ra ảo giác. Cô đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào trong lòng bàn tay anh, vậy thì để cho ông ấy đánh chết anh thôi. Giang Nhẫn bỗng cảm thấy tất cả những phản ứng của mình đêm nay trở nên chậm chạp ngoài ý muốn, lượng thông tin trong câu nói này sao mà rộng lớn quá. Rộng lớn đến mức khiến anh mừng như điên. Thậm chí anh phấn khích đến nỗi muốn quỳ xuống dưới chân cô, đem cô đặt ở bên trong trái tim mình, có làm thế nào đi chăng nữa cũng không đủ để thể hiện tâm trạng của anh ngay lúc này đây. Ánh mắt nóng rực của anh cũng khiến cho toàn thân Mạnh Thính nóng lên. Cả cuộc đời cô chỉ duy nhất có lần này là làm trái với nguyên tắc và quỹ đạo cuộc đời như thế. Cô cố gắng kìm chế lại nhịp tim đang dần tăng tốc của mình, không cho phép anh lên tiếng đâu Giang Nhẫn. Cô sợ anh lại làm cái gì đó. Yết hầu Giang Nhẫn khẽ giật giật, khó khăn lắm mới ngậm miệng lại. Cũng không cho phép nhìn em. Được thôi, anh quay đầu đi. Đừng đổi ý, em đừng đổi ý là gì cũng được hết. Thế là dưới ngọn đèn đường, bàn tay anh bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của cô tiếp tục đi về phía trước. Giang Nhẫn không dám nhúc nhích, toàn thân anh đều là mồ hôi, rất sợ rằng sẽ có ngọn gió nào đó thổi qua đây. Lỡ như gió thổi qua làm cô tỉnh táo lại thì phải làm sao? Bây giờ, cô không được đổi ý, trái tim anh không có sức mạnh lớn đến vậy đâu, sẽ phát điên mất. Tiểu Giang gia anh từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố này, ấy vậy mà bây giờ không thể nào xác định được hướng mà mình muốn đi. Sau đó khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Giang Nhẫn cẩn thận từng ly từng tí hỏi cô, về chỗ nào vậy em? Mạnh Thính lắc đầu, bây giờ cô thấy rất mất mát, lúc đó cô Trương rời đi có lẽ cảm thấy cũng không có chuyện gì lớn lao. Dù gì thì Văn Duệ tuổi trẻ tài cao, lại là nhà đầu tư của cuộc thi này. Rất có thể cô Trương cho rằng biệt thự trong tòa nhà Thiên Nga này rất an toàn, cô ấy đi một lát để Mạnh Thính ở đó cũng không có gì là không ổn, thậm chí còn hy vọng Mạnh Thính đồng ý chuyện quay video kia nữa. Nhưng đối với Mạnh Thính trong giây phút ấy mà nói là thật sự sợ hãi và bất lực vô cùng. Bây giờ bảo cô trở về đối diện với cô Trương thì cũng không biết phải nói gì. Mạnh Thính không biết lần tham gia tranh tài này của mình là đúng hay sai, vốn dĩ cô vô cùng khát khao vượt qua tâm lý sợ hãi sau khi tham gia cuộc thi xong. Thế nhưng sau khi đến đây mới biết được còn có rất nhiều thứ không hề hoàn hảo như tưởng tượng, đã khiến cho tâm hồn của một thiếu nữ mơ mộng, sạch sẽ và thuần khiết nhanh chóng vỡ tan. Đây không chỉ riêng là một cuộc thi nữa, mà còn dính dáng đến rất nhiều thứ ở phía sau. Cô cùng với đám Trần Oánh chỉ đơn giản là thích khiêu vũ mà thôi. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi Giang Nhẫn, anh nói xem cuộc thi tranh tài đường hoàng là có thật sao? Giọng nói dịu dàng của Giang Nhẫn vang lên, thành thật đáp lại lời cô, ban giám khảo đều là những người có tiếng trong giới khiêu vũ mà. Trong mắt cô sáng lên một chút ánh sáng rực rỡ, vậy em về khách sạn đây, chờ đến khi cuộc thi kết thúc. Được, Giang Nhẫn nói, có anh ở đây rồi, đừng sợ nhé. Giang Nhẫn bắt xe đưa cô về khách sạn. Cả một ngày trời mệt nhọc vất vả nên đám người Trần Oánh đều đã ngủ hết rồi. Cô Trương vẫn còn ở đại sảnh của khách sạn, dáng vẻ lo lắng của cô ấy không phải là giả vờ, thấy Mạnh Thính trở về, cô ấy mới thở phào một cái. Cô Trương nói lời xin lỗi với cô, xin lỗi em, lúc ấy cô không nghĩ nhiều đến vậy. Mạnh Thính gật đầu một cái. Chỉ là bây giờ trong mắt cô không còn sự tin tưởng tuyệt đối như lúc mới cùng đi với cô Trương nữa rồi. Trong lòng cô Trương thở dài, cũng biết mình có phần không đúng. Dù sao cô gái nhỏ này cũng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi thôi, đến một nơi có hoàn cảnh lạ lẫm như vậy không sợ mới là lạ, cô ấy cứ cho là cô bé này có phần ỷ lại vào người khác, cũng không có chuyện gì lớn lao nên một chút nữa đến đón cô bé cũng không sao đâu. Cũng may là không có chuyện gì. Mạnh Thính lên lầu, quay về phòng của mình rồi đẩy cửa sổ ra. Gió lạnh ban đêm tràn vào căn phòng, hai tay cô khẽ khép cửa sổ lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xuống dưới. Màn đêm dần buông, bóng dáng thiếu niên đứng ở dưới khách sạn. Người con trai đáng lẽ ra đã rời đi sớm rồi, vậy mà giờ đây lại đang ngẩng đầu ngước nhìn cô. Giang Nhẫn, anh thấy cô đang nhô cái đầu nhỏ ra, trong lòng khẽ chửi thầm 1000 câu mẹ nó. Mạnh Thính suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại di động ra. Không đầy một lát sau điện thoại của Giang Nhẫn đã vang lên. Nói thật, bản thân anh hoành hành bá đạo gần nửa đời, ngang ngược thành thói, căn bản chẳng sợ bất cứ cái gì. Nhưng mà lúc này đây, anh không có dũng khí để tiếp nhận cuộc điện thoại này. Giang Nhẫn, cô nói, sao anh vẫn chưa đi vậy? Giang Nhẫn đáp, em muốn nghe lời thật lòng không? Anh sợ là mình đang nằm mơ. Tỉnh mộng rồi cô sẽ rời đi mất. Đã tách khỏi cô rồi anh vẫn còn tồn tại loại cảm giác không chân thật vô cùng hoang đường này. Anh thật sự theo đuổi được cô rồi sao? Em vừa mới cẩn thận suy nghĩ. Giọng nói cô mềm mại, nhưng trong lòng thiếu niên nào đó đứng ở bên dưới giống như có con dao nhỏ đang kề cận, tựa như đang chờ phán quyết sau cùng là tử hình đối với một phạm nhân. Những học sinh giỏi như cô có đôi khi sẽ là người không chú trọng lời cam kết nhất. Câu nói vừa rồi không tỉnh táo mà nói ra, hoặc là nhất thời xúc động nên sẽ xí xóa tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Giang Nhẫn khó khăn lên tiếng, đừng nói nữa, em mau đi ngủ đi, anh về đây, không phải ngày mai em còn phải thi đấu nữa à? Anh thật sự sợ cô sẽ nói rằng, mới vừa rồi suy nghĩ lại cảm thấy bọn họ không thích hợp. Lúc nãy chỉ là đang uất ức khó chịu nên mới không được tỉnh táo lắm. Hai người bọn họ, một người đang ở gian phòng lầu 3 có ánh đèn phát ra, một người đứng ở dưới lầu chìm trong bóng đêm. Giang Nhẫn không nhìn được nét mặt của cô, chỉ có thể cảm nhận được sự thấp thỏm lo âu từng đợt trong lòng mình. Tình yêu thuở thiếu thời, chỉ đơn giản là vì một nụ cười của cô thôi mà anh có thể ngây dại hơn nửa ngày, thế nhưng cũng khó chịu sợ hãi những khó khăn trắc trở dù chỉ là một chút xíu thôi. Anh cắn răng, rốt cuộc cũng không nỡ cúp điện thoại. Chỉ cần nghe tiếng hít thở của cô thôi cũng đã tốt lắm rồi. Mạnh Thính nhẹ nhàng cười, giọng nói ngọt ngào của cô vang lên, chẳng phải mới vừa nãy anh còn phấn khích lắm mà. Đúng vậy đó tiểu tâm ca à. Em muốn nói gì có thể nói một lần duy nhất luôn được hay không? Vậy, đừng giày vò anh nữa có được hay không? Nhịp tim anh tăng tốc, bây giờ nhìn thấy cái cây nào cũng đều có suy nghĩ muốn đạp mẹ nó cho rồi, như vậy có thể làm dịu đi tâm tình đang vô cùng khẩn trương của mình. Tội mấy em cây, tiếng nói trong veo dịu dàng của cô lại vang lên, em phản ứng hơi chậm, vừa mới quay về mới nhận ra, em cũng có chút phấn khích. Cô vừa chân thành vừa ngượng ngùng nói với anh cảm nhận của mình, hoàn toàn không hay biết rằng câu nói này có bao nhiêu xung kích đối với cái người thích cô đến điên dại kia. Giang Nhẫn rất muốn cười thật to. Cuối cùng anh kìm lại giọng nói run rẩy của mình, nói với cô, anh lên đó tìm em được không? Không được, ngọn gió thổi qua gương mặt cô nhưng lúc này đây nó vẫn nóng hừng hực. Cô chưa từng yêu đương bao giờ, không biết đến cái cảm giác kỳ lạ, ngọt ngào đang lan tỏa ra trong lòng là gì. Nhưng cô không ngăn được bản thân mình khi đối diện với anh và nói cho anh biết mình cũng rất vui chính là vì để anh yên tâm đôi chút, có thể trở về ngủ một giấc thật ngon. Nhưng đó cũng là những gì cô có thể làm được trong khả năng của mình. Nếu như sau khi cô nói xong những lời đó mà anh còn xuất hiện ở trước mặt cô nữa thì thật sự quá xấu hổ lắm luôn. Giang Nhẫn thật sự là muốn đem trái tim anh đều trao hết cho cô hay sao? Anh đã bước vào trái tim cô, nhẹ nhàng khơi gợi lên sự ngọt ngào trong ấy. Nhưng cô có thể vĩnh viễn sẽ không biết được rằng, lúc cô chân thành thổ lộ những lời ấy với anh thì trái tim anh cũng đã sục sôi khí huyết dâng trào lên mất rồi. Sao cô có thể xấu xa đến vậy cơ chứ? Mạnh Thính nói, em không gạt anh đâu. Anh không nhịn được cười lên, Cho nên anh mau về nhà ngủ đi. Được, anh mà ngủ được thì không phải là đàn ông rồi. Giang Nhẫn cũng không biết mình đã rời đi bằng cách nào. Cho đến khi anh quay lại đại viện quân khu tắm rửa, rồi loay hoay làm mấy việc vặt linh tinh một hồi, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã hơn 4 giờ sáng. Nhưng hai mắt anh vẫn sáng rực, anh liền gọi điện cho Hạ Tuấn Minh. Hạ Tuấn Minh sắp điên mất rồi. Anh ta đang mơ mơ màng màng, thần trí không rõ gọi anh Nhẫn. Giọng nói Giang Nhẫn tỉnh táo lạ thường, Mạnh Thính đã là bạn gái của tao rồi. Hạ Tuấn Minh mơ mơ màng màng ồ một tiếng. Thì ra có người còn chưa có tỉnh ngủ, còn nằm mơ dữ dội hơn so với anh ta. Giang Nhẫn không thèm để ý chút nào, anh cúp điện thoại rồi lại gọi cho Cao Nghĩa. Cao Nghĩa giờ phút này đang ôm vợ mình ngủ ngon lành. Thấy là cuộc gọi của tiểu Giang gia, ông vốn đang ngủ gật đã tỉnh táo hơn phân nửa. Cao Nghĩa liếc nhìn thời gian, 4 giờ 32. Nhưng là một quản lý cấp cao chuyên nghiệp của tập đoàn, ông lên tiếng, Giang thiếu có gì phân phó? Có trời mới biết hôm nay sau khi ông biết được ban tổ chức bên kia liên hệ với Mạnh Thính liền gọi ngay cho Giang Nhẫn, thế mà suýt chút nữa xảy ra chuyện dọa ông toát một trận mồ hôi lạnh. Khó khăn lắm mới ngủ được, vậy mà vị tổ tông này lại gọi điện đến. Giọng nói ở đầu dây bên kia cực kỳ tỉnh táo, thậm chí Cao Nghĩa còn nghi ngờ có phải đây là một cái máy ghi âm đang phát ra hay không. Mạnh Thính là bạn gái của tôi. Cao Nghĩa, nhưng trong giọng nói đầy tỉnh táo kia khi nói đến chữ cuối thì âm điệu hơn cao lên một chút, chữ cuối theo câu bên tiếng Trung là, bạn gái, nha em en. Cao Nghĩa muốn xem nhẹ cũng rất khó khăn. Ông cũng không biết chuyện này là thật hay giả, chỉ ngơ ngác nói, chúc mừng tiểu Giang gia. Giọng nói bình tĩnh nhưng lại như đang kìm nén thanh âm ở đầu dây bên kia đáp lại lời ông,